Trưa ngày 18 tháng 5, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên xác nhận, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nay Y Blang, còn gọi là Ma Tương, 47 tuổi, huyện Sông Hinh, Phú Yên. Người này tự xưng là người truyền giáo Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, một tổ chức tôn giáo không được pháp luật Việt Nam công nhận. Ông Blang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ cuối năm 2019 đến nay, Nay Y Blang đã tham gia tổ chức Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên do Aga hiện đang ở Mỹ chỉ đạo. Ông Blang thường xuyên sử dụng nhà riêng tổ chức cho những người theo Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên ở xã Ia Lâm tụ tập nhóm họp, cầu nguyện trực tuyến với số nhân vật cốt cán hội thánh này ở trong nước. Ông ta tự cho mình là người truyền giáo và tổ chức nhiều hoạt động tôn giáo trái phép, xúi dục, lôi kéo nhiều người tham gia các hoạt động tôn giáo không đúng quy định pháp luật. Ông Nay Y Blang còn nhiều lần vào cơ quan lãnh sự nước ngoài cung cấp thông tin sai sự thật cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài vu cáo, xuyên tạc chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của nhà nước nhằm làm suy giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.